con người chưa kịp vui mừng. Con khép nếp rộn ràng vui chờ tay mẹ. Mai cho cháu mỗi một khi chú lên ca là chú lúc nào cũng đã sao cho kẹo và bánh lột da cho chị. Tại vì chị là một coi của chùa, tụi chị ai ở chùa mới biết chú rất là thương tụi chị. Hồi xưa là chú có tới chùa của chị ca. Hồi là chú ca là chú xa xa phía sau gặp những trẻ mồ côi rất là nhiều. Và mỗi một lần chú nói với chị nhớ hoài. Người ta đi bộ thì có xe, còn nếu mà miền Tây sẽ có xuồng. Chú xuống thuyền trước thì từ từ tụi cháu sẽ xuống sang. Lúc nào chú hát xong, tụi chị cũng được ăn kẹo, ăn bánh. Tại vì ở ngoài xã hội này, có những ai ở chùa mới biết chú là người như thế nào. Chị rất là xúc động các anh chị. Thì chị đây cũng ngày xưa cũng được chú cho kẹo rất nhiều. Chị sống ở chùa, chị là một đứa trẻ mồ côi. Thì chú ngày xưa là chỉ đến ngôi chùa mà nơi mà chị sống sinh ra. Tại vì chị là mồ côi trong chùa mà. Tại vì ở chùa Linh Hương Đồng Nai, mỗi một lần có cô Thanh Hằng, chú Du Linh rất là nhiều người đi hát. Nhưng mà mỗi một lần chú đi hát xong là chú sẽ ra phía sau múc chùa, có nhiều trẻ mồ côi. Chú lúc nào cũng cho kẹo và mỗi một lần chú hứa là đi về miền Tây, đi chùa bà Châu Đốc chú sẽ cho bánh lột da. Có một lần chú lên hát mà trời mưa ướt lắm luôn, chú bỏ bánh trong bịch mà chạy tay lầy luôn. Chú lên chú cho chị thôi. Hôm nay là chị cũng đi lên mấy lần rồi, nhưng mà tại vì chị đứng ở ngoài không à. Tại vì có những ai ở chùa như tụi chị mới biết được chú thương tụi chị như thế nào. Tỉnh chê vẫn xúc động chị ơi. Anh ấy chị vừa đứng chân vô chúng rồi chị. Đây là chị vừa không đạo đang phát trực tiếp nha quý vị. Những hình ảnh là rõ nét nhất nha. Những hình ảnh là thực tế nhất. Chú với Linh là người rất là tuyệt vời, rất yêu thương trẻ con và những cháu trẻ mồ côi hết chị. Dạ, chị. Chú không bao giờ nói chuyện với người công khai, nhưng mà chú lúc nào cũng dành một món quà muốn tiền cho tụi chị. Tại vì chú nói là cái gì mà chú làm là rụng rơi tay cầm. Chú không có muốn là từ thiện hay là cho mọi chị là mọi người sẽ biết. Hôm đúng rồi, chú làm từ thiện cũng có nói, không có công khai đó chị. Dạ đúng rồi, tại vì chú mỗi lần đi lên hát là chú hay ra phía sau là tâm sự có chị mất cái điện thoại, có nhiều cái hình ảnh chứ chỉ cần tấm lòng thôi, đừng nên chụp ảnh. Hôm nay khi mà tụi em hai ở chùa thì em mới biết tình cảm của chú. Có những lần mà đi hát chú đội mưa lên tới chùa với áo ướt luôn, nhưng mà không bao giờ có một xu nào khi đi về. Mỗi lần lên chú hay để bánh kẹo trong bịch ni lông để cho tụi chị. Xe mà có bóp kèn chú cũng dẫn ra với tụi chị. Chú đi từng đi một mình ha, chú đi dài. Có khi chú đi với đoàn, có khi đi một mình. Nhưng mà chú có xe chờ, chú cũng phải đi ra phía sau tìm tụi chị. Chú cho bánh kẹo xong chú mới đi về. Xe đi về á, dạ, đi về ngoài sau. Nắng lại á, bóp kèn mà kêu chú ra, chú hối chú về. Nhưng mà chú không về phải không? Chú nói là lúc mà chú bệnh chú mổ đợt đầu tôi chỉ sợ chú mất lắm, nhưng mà chú nói chú bước xuống thuyền rồi từ từ tụi cháu cũng bước, không đứa nào được khóc. Đừng khóc thôi, động quá rồi chú cũng lại anh thôi, giờ anh cũng làm bất ngờ rồi. Khóc bình tĩnh lại rồi đó. Anh nghĩ trong cuộc sống này có ai thương những kẻ mồ côi như chú Vũ Linh đâu. Thôi biết rồi, biết anh không biết. Thì cái anh Vũ Lân sống đó là có tình cảm với người lắm, hòa đồng lắm. Vô giới nghệ sĩ hồi thập niên 90 nha, anh mà diễn xuất xong nha, xuống sàn ngoài sân khấu là anh bắt tay khán giả, rất là vui mến cộng đồng khán giả lắm. Không phải như thời bây giờ là nghệ sĩ và diễn viên có cận vệ đi theo, vệ sĩ đi theo, không có.
chú là sống rất là thân đơn giản lắm, rất là yêu mến khán giả lắm. Cái vé mà phiếp ở nhà thời phiếp mắc lắm ở nhà rồi đó. Để coi anh nhớ là thời năm 90 đó là nhà bác thủ đô ở quận 5 á, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó là phiếp đó là nó giá vé là 1000 mấy nha. Mà vé còn phiếp nha. Anh Vũ Linh bán là vé phiếp với vé văn phòng bằng nhau luôn, không có lên giá nữa. Để cho khán giả mà vô coi ngồi phiếp luôn. Đó, giờ anh Vũ Linh đi ra làm từ thiện khắp nơi hết. Mà anh không có phô trương, anh không bao giờ phô trương, anh rất là cầm kín lắm. Bởi vì bây giờ ai cũng lên làm từ thiện bầm kính này kia, phô trương lên rồi ăn nói tục tiểu không có văn minh. Anh Vũ Linh chưa bao giờ nói một lời nặng với khán giả, một câu lời nào hết đó. Không bao giờ nặng lời, anh rất là sống vui vẻ lắm, hòa đồng với nghệ sĩ và hòa đồng với khán giả và với dân này cái nọ, rất là hòa đồng. Bởi khi mà anh Vũ Linh ngày hôm nay mất đó, bởi là có hàng triệu khán giả đến mộ anh Vũ Linh. Hồi xưa anh Vũ Linh đi hát ở cái làm cái gì á, ở bà Khánh Hòa làm môn, anh Vũ Linh nói là hàng với cái đầm rượu luôn là 12.000 khán giả. Bởi vì anh nằm xuống là hơn hàng triệu khán giả, không phải 12.000 khán giả nữa, đúng không? Khắp nơi từ Bắc Trung Nam rồi miền Tây, ở đâu cũng đến là mới, đúng không? Cả nước ngoài luôn cũng nói về viếng anh Vũ Linh là hàng triệu khán giả như thế đó, không phải 12.000 khán giả. Mà trong khi đó khán giả thấy anh hay không thấy anh, khán giả đâu thấy anh đâu, mà Vũ Linh thấy anh Vũ Linh thấy khán giả, có đúng không? Cái linh hồn của ông thấy mà, mình đâu thấy linh hồn của anh Vũ Linh đâu, đúng không? Bây giờ với anh nữa là bây giờ anh Vũ Linh nằm xuống ở đây á, rất là mãn nguyện đóng lời. Tại vì ổng, anh Vũ Linh tại vì là rất là yêu mến khán giả cũng yêu mến Vũ Linh. Tại diễn xuất của anh Vũ Linh đó, hết sức ấn động từ cái lòng cái tim của ổng đem ra. Dành hết cho khán giả. Đúng rồi, dành hết cho khán giả luôn. Dành hết cuộc đời của ổng luôn. Hồi nãy cái em kia, đứa cháu kia nói là, cái giờ nãy có nói mấy câu gì anh Vũ Linh nói á, đi ở chùa làm từ thiện á, có nói mấy câu gì cái vậy á, là xe cũng như đò cái xe, khi mà người sống mới còn lên xe chạy xe, người chết là mới cái đò xuống đò thôi, đúng không? Người sống mà lên xuống đò, người chết lên xe là nó sẽ tan đó. Là gì á, đưa đi. Gì đi nữa, ai cái nấy cũng đi sâu hình bóng của chú tim nha. Đúng rồi, tại vì á là anh nhà anh ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, là anh lúc mà anh Vũ Linh vừa chết đó là anh đi viếng anh Vũ Linh đến nhà đoàn địa điểm, là quận 5, phường số 5, phường 1, quận Phú Nhuận. Là thấy cái thứ nhất đông quá, cái thứ hai nữa nhà đông quá, với tự vệ trong này kia nọ mà vô đâu được đâu. Tại vì sao? Nếu mà cho anh vô thì bao nhiêu khán giả nó cũng vô được, thì cái lỗ này loạn luôn rồi. Không, mình vô thắp nhang được anh, vô thắp nhang thôi. Không, thắp nhang nó 12 giờ khuya mới được, còn bán hàng mới được. Nó 12 giờ khuya anh mới đảnh thôi, anh lúc đó anh đi ngủ rồi. Có ban thôi. Ngày là người ta cũng dành ra một cái tiếng á, là mình đi xếp hàng vô. Mà cái trời nắng chang chang thôi là lên mộ để lẻ cho anh Vũ Linh lên cái lên đây rồi, lên ăn nghỉ rồi, lên ăn nghỉ rồi, lên thắp nhang mới có yên nghỉ hơn. Không có chen chúng. Cái phần mình cũng nhìn thấy được nơi yên nghỉ của đúng rồi. Nha. Bây giờ đang chờ anh Vũ Linh sẽ xây cái mộ nè. Nếu mà xây mộ xong á là anh lẻ lên đây thắp nhang nữa. Lần sau mà anh Vũ Linh mà xây mộ xong á anh sẽ mua bánh phí. Lên miếng bia nữa. Đây với anh Vũ Linh là thích ăn bánh bía độc gia lắm. Anh đi diễn ở đâu ở An Giang nha. Anh gọi ổng mua bánh bía á, bánh bía quá trời luôn vàng. Anh Vũ Linh có ăn bánh bía lắm. Thiệt không á? Bánh bía nè, bia nè. Rồi mì tôm. Sống rất là giản dị. Đúng rồi, giản dị lắm. Mì tôm. Không có phong trương. Đúng rồi, anh nó giản dị. Rồi đó là yêu mến khán giả, bây giờ khán giả là yêu mến mình. Tại sao mà thời giới nghệ sĩ bây giờ khi mà nằm xuống đâu có ai đến, ít có ai đến tuyển mộ đó yêu mến đâu. Tại vì biết sao cái giới nghệ sĩ bây giờ phải nói, xin lỗi câu các giới nghệ sĩ nha, cái này mình ở ngoài, mình ngoài luôn, mình của mình đã có mắt mình nhìn. Giới nghệ sĩ bây giờ biết sao, đi ra đường đó là bao nhiêu cận vệ thì cứ nói làm cái kiểu mà không đáng cho khán giả yêu mến. Dạ, nó có rào cản hả? Đúng rồi, mới rào cản, đúng rồi. Khán giả muốn tới để ôm, để ôm, để mến, cái này kia nọ cũng được. Làm gì làm chi? Cảm giác anh Vũ Linh không có. Ai muốn ôm mà ôm, ai muốn hôn mà hôn thì thoải mái, anh Vũ Linh được. Mến rồi, người ta mến mộ. Mình diễn xuất cái tuần phim đó, người ta cũng còn coi. Mình đi đâu diễn xuất, người ta cũng tham gia.
nếu mà mình làm vô, mình làm vô trường quá cái làm cái kiểu mà hết đối á, là nói không kính trên, không kính trên người, không kính trên người dưới á, bởi vì những người khán giả người ta cũng làm khán giả làm đi là không có sự yêu mến nữa, khán giả quá à, không có sự yêu mến nữa, không giờ không có yêu anh Vũ Linh gì á, là yêu mến, luôn luôn yêu mến. Rồi, cảm ơn anh có rồi. Lần này nó lần thứ hai rồi đó, hai tuần rồi thứ bảy anh có lên, có mua bông. Lần này anh nó cháu sẵn nó cháu lên đây luôn, nó nói là cũng lo quen thân biết anh Vũ Linh lắm, mới dẫn lên đây luôn lần thứ hai đó, để lần thứ ba là xong rồi, lên đây nữa, lên lần nữa. Rồi thôi tụi em cũng rồi, cảm ơn anh và chia sẻ chút anh okay. Nha. Cảm ơn anh. Okay. À, thì anh này là một khán giả của anh ngày xưa, của khán giả của chú Vũ Linh ngày xưa các bạn chị, cũng là gần nhà của chú, là biết rõ những cái vấn đề của chú Vũ Linh ngày xưa. Duyên dẫn hoài dẫn gặp lại bên xưa để cùng thủ thí chuyện sống. Dân lời cổ dân sao bằng tình nghĩa trọn đời. Quỳnh nha, con có biết con đã làm ô danh cha mẹ, vượt quê môn trong đêm tối để tìm ai? Có đại nhân, sở dĩ tiểu thơ con dám vượt quê trung là để nhắn nhủ trần minh tán bền lòng lập chi, rồi sẽ có một ngày đại nhân đi lại theo công tử họ trần đoá vượt thôi nguyên. Mấy con đông quá sợ rồi à. Nãy lại quá trời. Ngoài này thì làm sao đọc được cô Nguyên chứ. Nếu biết chắc như vậy là cũng dám nuôi cho nó ăn học nữa. Mẹ con nó có đáng gì mà con phải bận tâm. Dạ hoa cưng à. Trời sinh ra cho xét người qua sắc máu, qua lớp giải cơ hàm, những tiền thấy được những tấm lòng sâu. Nghĩ mà nức cười là tội nghiệp cho con.